Móc mắt của rồng. Ngày xưa, có một ngôi làng nọ rất yên bình. Nơi ấy có một em bé nhà nghèo nọ, ngày ngày thường ra sông lấy nước về cho mẹ. Một ngày, cậu ra sông lấy nước như mọi khi thì nhìn thấy một quả trứng rất lớn lấp lánh dưới nước. Ôi, chưa bao giờ mình nhìn thấy một quả trứng lớn như thế này. Không biết đây là quả trứng của con gì nhỉ? Mình phải mang về khoe với mẹ luôn mới được. Tôi nghĩ nó là một con rắn. Tôi thì lại nghĩ nó là một con ngỗng. Đợi một xíu đi, vỏ trứng sắp bung ra rồi kìa. Ôi trời ơi, rắn kìa. Không, không, đừng sợ. Tôi không phải là rắn, tôi là rồng mà. Rồng ư? Một chú rồng con thật xinh xắn. Tội nghiệp rồng con, em bị lạc mẹ phải không? Em có muốn ta đi tìm mẹ về cho em không? Nhưng em chẳng nhớ gì về mẹ của em cả. Anh cho em sống cùng anh có được không? Em chẳng còn chốn nào để đi cả. Không được, chúng ta phải đuổi con rồng này đi. Dân làng chúng ta đang sống yên bình như thế này, loài rồng xuất hiện có khi là điềm gỡ. Tại đây, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên trừ khử nó đi trước khi quá muộn. Anh ơi, xin anh hãy cứu em. Em xin hứa sẽ không làm gì để hại đến mọi người cả. Em sẽ làm việc chăm chỉ giúp cho bà con làng mình mà. Tội nghiệp quá, nó chỉ là một con rồng con thôi mà. Rồng con, ngươi sẽ làm gì để giúp bà con dân làng đây? Cháu rất khỏe, lại bay rất tài. Cháu sẽ lấy nước từ dưới sông kia lên tưới cho những cánh đồng rộng của bà con. Kể ra thì không phải con rồng nào cũng sẽ phá hoại mùa màng của chúng ta. Thôi thì chúng ta để nó lại đi. Cảm ơn mọi người. Vậy là ta có thêm một người bạn nữa rồi. Ta sẽ là anh em của nhau nha. Tuyệt quá, ta có anh rồi. Nhiều năm trôi qua, rồng con ngày nào giờ đã trở thành một con rồng lớn. Cậu bé khi xưa giờ cũng đã trở thành một chàng thanh niên cường tráng. Hai anh em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Rồng con à, em phun nước lên tưới cho những cánh đồng đi nào. Rồng con, tài phun nước của em càng ngày càng giỏi đấy. Em xem, mới có một lúc thôi, nước đã chảy sắp đủ cả cánh đồng rồi. Hơi rồng con ơi, nghỉ ngơi đi, nước đã ngập cả cánh đồng rồi. Chúng ta cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ có cháu mà dân làng năm nào cũng mùa màng bội thu. À, có tên voi, có tên voi. Có tên gì mà ngươi nháo nhào cả lên thế? Chẳng phải người vẫn muốn có được hai viên ngọc thần để lên làm vua sao? Giờ thì thời cơ đã đến rồi. Thật vậy sao? Hai viên ngọc thần ấy đang ở đâu? Sao ngươi còn không lấy về đây cho ta? Tôi đã phát hiện ra hai viên ngọc thần ấy chính là hai con mắt của rồng thần sống trong ngôi làng gần bờ sông. Đúng là trời giúp ta rồi. Ngươi còn đợi gì nữa? Mau lấy mắt rồng về đây cho ta để ta được lên làm vua. Khuya đó, rồng con đang ngủ trên một đám mây trắng ở lưng chừng núi thì quả tinh đến và nhân cơ hội lấy đi hai viên ngọc của rồng. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, có ai đó đã lấy đi hai mắt của tôi rồi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với em vậy rồng con? Em đang ngủ thì có con quả tinh đến lấy mất hai viên ngọc ở mắt của em. Giờ em không thể nhìn được nữa, em đau lắm. Kẻ nào mà lại tàn ác đến như vậy, phổ thân rồng con quá. Em phải đợi ta đi lấy cung tên, phải tìm cho bằng được cung quả tinh đó. Chúng ta phải cho nó một bài học. Kẻ độc ác, chúng ta cùng đi, phải tìm lại được ngọc thần, trả lại ánh sáng cho rồng con. Ở hương này không có. Hương này cũng không có. Không biết con quả ấy đã mang ngọc đi đâu. Chúng ta biết tìm nó ở đâu bây giờ? Nhà có quả tinh ở chân núi. Hôm qua lúc ta đi kiếm mồi đã nhìn thấy quả tinh và chủ của nó ở đây. Cảm ơn chú chim nhỏ tốt bụng. Chúng ta đi thôi nào bà con. Trời ơi, đúng là hai viên ngọc thần kỳ, quý giá nhất trần đời. Kẻ độc ác kia, người sẽ phải chết. Xin bà con, hãy tha cho chúng tôi tội chết. Bà con phạt tôi sao cũng được. Nhưng xin đừng giết chúng tôi. Thôi anh ạ, giết họ làm gì? Hãy đuổi họ ra khỏi làng này là được rồi. Dù giờ đã tìm thấy ngọc, nhưng mắt em không có cách gì cứu chữa được nữa, thì cũng vô ích mà thôi. Nói ngay,
người cướp ngọc của rồng con để làm gì? Có cách gì cứu chữa được đôi mắt của rồng con hay không? Nếu người không thành thật nói ra, cả ngươi và chủ của ngươi sẽ phải chết. Tôi lấy viên ngọc để cho chủ tôi được làm vua. Tôi nghe bà tiên ở trên núi Ngũ Sắc nói rằng ngọc rồng lấy từ đôi mắt của rồng, chôn sâu đúng một gang tay, 10 ngày tưới sữa, 10 ngày tưới mật thì sẽ mọc thành cây. Cây sẽ kết quả, trong hàng vạn quả sẽ có hai quả có thể đem gắn lại vào mắt cho rồng nào bị mù, mắt rồng sẽ sáng lại như cũ. Ta sẽ tạm tha cho ngươi, nhưng ngươi phải vào cái lồng gai này để sống. Còn tên cướp này, xin bà con hãy giải hắn về và bắt hắn chịu hình phạt theo lễ làng đi. Làm theo lời của con quạ, bà con dân làng bèn đem chôn hai viên ngọc rồng xuống đất sâu. Thấm thoát 12 tháng sau, viên ngọc của rồng con đã mọc lên thành một cây cao lớn và sum suê quả. Chàng trai nhìn thấy trong hàng ngàn quả ấy có hai quả sáng lên lấp lánh. Em hái xuống, bóc hết vỏ ngoài. Tự nhiên, hai quả ấy biến thành hai viên ngọc sáng loáng. Chàng trai bèn đem đến ướm vào mắt của rồng con. Anh ơi, xem này, hai mắt của em đã sáng trở lại rồi. Thật là màu nhiệm, vậy là giờ em lại có thể nhìn thấy thế giới rồi đó rồng con. Năm đó, cả vùng bị khô hạn, rồng con vừa kịp có lại đôi mắt sáng để nhanh nhẹn bay đi lấy nước về phun giúp bà con trong vùng trồng lúa, trồng ngô, cả vùng đều vui mừng khôn xiết. Về phần thứ cây có quả tròn kỳ lạ, những quả còn lại, bà con hái xuống ăn thử, thấy rất thơm và ngọt. Và sau lớp vỏ màu đất, cái cùi trong, bóc lấy cái hạt đen, nhìn rất giống như mắt của rồng. Người ta gọi quả ấy là quả nhãn. Sự nghiệp trồng người. Thầy Hạo, nghe nói thầy đã đưa những phương pháp rất mới để khích lệ tinh thần học tập của các em. Hôm nào có thể cho tôi dự giờ để học hỏi được không thầy? Cô Uyên, cô là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm. Cô nói thế làm tôi ngại quá. Nếu cô thích thì sáng mai tôi có giờ toán, cô có thể dự giờ. Các em, hôm nay lớp chúng ta có cô giáo Tú Uyên, chủ nhiệm lớp 12A3 tới dự giờ cùng với chúng ta. Các em, giờ thầy sẽ trả bài kiểm tra của tuần trước. Nhưng trước khi trả bài, thầy đã in hình những chiếc ô tô và những chiếc xe đạp. Giờ thầy sẽ dán chúng vào chỗ ngồi của các em. Bạn nào điểm cao, thầy dán hình ô tô. Bạn nào điểm thấp, thầy dán hình xe đạp. Những bạn có tên trong danh sách sau sẽ được dán hình ô tô vào chỗ ngồi. Những bạn còn lại phải chịu dán hình xe đạp nha. Trương Lỗi, Tấn Phong, Lưu Xá, Khải. Tình hình học tập dạo này của em không tốt. Em Khải, em thử tưởng tượng xem, vài năm nữa Trường Tấn đang đi ô tô, gặp em đang đi xe đạp, thì ai sẽ phải nhường đường ai? Chẳng ai phải nhường đường ai cả, bởi đường cao tốc xây dựng là để dành cho ô tô. Khải đi xe đạp lấy tư cách gì để đi lên đó chứ? Nếu chúng ta học không tốt, sau này chỉ sẽ có thể đi xe đạp mà thôi. Vậy chúng ta phải cố gắng thành công bằng mọi giá phải không thầy? Đúng vậy. Bạn nào đang ngồi vị trí xe đạp muốn được lên trên này, ngồi ở vị trí ô tô, hãy đánh bại các bạn phía trước đi. Thành công không đến với kẻ yếu. Mọi luật chơi đều công bằng. Cô thấy sao? Phương pháp của tôi sẽ là một cú hích để học trò phấn đấu chứ? Tôi xin lỗi. Tôi không tán thành với cách dán hình vào chỗ ngồi của thầy. Chúng ta nên để các em hỗ trợ nhau trong học tập, thay vì cuộc chiến cạnh tranh nhau tàn khốc như vậy. Con người ta sống là phải cạnh tranh. Kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Đó là quy luật sinh tồn. Nhưng mà theo tôi, phương pháp của cô và tôi đều khác nhau. Tôi không muốn cô can thiệp vào. Tôi tưởng chỉ có cô Uyên là ấu trĩ thôi chứ. Cả thầy hiệu trưởng cũng không tán thành phương pháp giáo dục của tôi à. Vậy thì hãy chờ kết quả kỳ thi đại học sắp tới đi. Vậy là cô trò mình sắp phải chia tay nhau rồi. Cô chúc các em sẽ trở thành những người có ích cho cuộc sống và xã hội. Vâng, chúng em nhất định sẽ về thăm cô ạ. À, cô trò vui vẻ quá ha. Mọi người đã đọc thống kê của nhà trường chưa? Lớp 12A1 của tôi đậu đại học 100% đấy.
và nói lớp Cù Uyên một nửa số học sinh không đỗ đại học phải không? À, vâng, nhưng tôi cũng nói với học trò của mình, nếu thất bại cũng không phải nản lòng. Ở những vị trí bình thường, nếu cố gắng, chúng ta cũng tạo ra những điều phi thường. Thôi, đừng biện minh, cô thấy đấy, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng thôi. Tôi đúng hay anh đúng, cũng chờ một thời gian sau rồi hãy nói. 10 năm sau. Thầy Hảo, rất vui được gặp lại thầy. Thầy hiệu trưởng chào thầy. Chúng ta đều đã về hưu cả rồi. Nhờ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chúng ta mới lại được gặp nhau. Em chào thầy hiệu trưởng. Em chào thầy Hảo à. Trường Vĩ phải không? Chỉ có em về thôi à. Các bạn đâu cả rồi? Em cũng đã gọi cho nhiều bạn, nhưng các bạn... Phải rồi, thầy hiểu. Mẫn Mẫn làm ở bộ thanh tra, Trần Kỳ là doanh nhân thành đạt, Khải ngập trong các dự án mới nên không thể về được. Thưa thầy, Mẫn Mẫn đã bị bắt vì nhận hối lộ. Trần Kỳ kinh doanh một số mặt hàng trái phép nên cũng đang bị giữ để điều tra. Khải thì đang dính líu vào một vụ lừa đảo với các dự án không có thật. Trời ơi, sao lại thế? Tiểu Bình, Lộ Lộ và rất nhiều bạn khác, họ sao rồi? Tiểu Bình vì áp lực phải thành công bằng mọi giá nên đã mắc bệnh trầm cảm khá nặng à. Lộ Lộ cũng... Thôi, đủ rồi, thầy đã hiểu. Tôi đã sai rồi ư? Cô Uyên, cô cũng tới rồi à? Vâng, hai thầy chưa vào ạ. Học trò khóa 30 của cô có về không? Các em ấy đều không về được thầy ơi. Hả? Học trò của cô cũng không về ư? Các em ấy sao rồi? Hay là... Các em ấy đang phải giữ những trọng trách rất quan trọng nên không thể về được. Lệ Lệ đang sang châu Âu dự buổi hội thảo về giống cây trồng mới mà em ấy mới nghiên cứu tìm ra. Tiểu Cương đang làm chuyên gia cao cấp bên Pháp cho một hãng xe đạp. Các Khánh thì đã trở thành chuyên gia ẩm thực. Còn Mai Mai thì... Cô Uyên, học trò của cô rất giỏi. Thực ra tôi có đọc báo và biết được thông tin. Chúc mừng cô nha. Thôi, chúng ta vào trong nào. Buổi lễ cũng bắt đầu rồi. Cô Uyên nói đúng. Giáo dục phải bắt đầu từ nhân cách. Sự hối hận muộn màng. Trời ơi, Mai A thật đúng là nữ thần quốc dân. Vừa xinh đẹp lại còn có tấm lòng nhân hậu nữa. Không những thế, cá nhân Mai A còn quyên góp hơn 100.000 đô la nữa đó. Chị Mai A ơi, em hâm mộ chị lắm. Chị cảm ơn fan hâm mộ nhí của chị. Em cho chị cái này nè. Cánh báo chí nhanh thật đấy. Buổi kêu gọi từ thiện mới diễn ra cách đây mấy tiếng thôi mà thông tin đã tràn ngập các mặt báo nè. Chuyện hình tượng bao năm em xây dựng. Sao mẹ lâu đến đón mình thế nhỉ? Lisa. Mẹ kia rồi. Ai là người nhà của bệnh nhân Lisa? Là tôi. Tôi là mẹ của bé Lisa. Hiện cháu bé mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp. Nhóm máu của Lisa là AH âm. Đây là nhóm máu rất hiếm. Hiện tại kho dự trữ tại bệnh viện sắp hết nhóm máu này rồi. Trời ơi. Tôi vừa mới nói chuyện với đạo diễn Thomas rồi. Bộ phim lần này đánh dấu mốc kỷ niệm 20 năm làm nghề của Thomas, nên ông ấy rất đầu tư và tuyển chọn kỹ lưỡng. Ông ấy ghét nhất là người dối trá, thấy chết không cứu. Vì vậy, vai diễn lần này tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Rồi rồi, em biết rồi mà. Bé Lisa cần được truyền máu gấp
Song nhóm máu của bé thuộc nhóm máu hiếm RH âm và kho lưu trữ máu của bệnh viện sắp hết nhóm máu này. Mong các nhà hảo tâm và mọi người có tấm lòng nhân hậu hãy đến bệnh viện thành phố hiến máu cứu bé Lisa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Maya, cô xem nè, bây giờ trên mạng đang lan truyền thông tin này nhanh lắm đó. Em cũng hơi ngờ ngợ, hình như đã gặp con bé đó rồi. Hay là Thomas mà biết cô đi hiến máu cứu người thì vai nữ chính trong bộ phim sắp tới chắc chắn nằm trong tay cô rồi. Thôi đi, em không tham gia đâu. Thì cô chỉ đến đó thử máu thôi mà, chắc gì máu cô đã phù hợp để cứu con bé đâu. Tôi vừa đi thử máu về, hy vọng sẽ có nhóm máu phù hợp với cô bé. Cô Maya, cô thật là tốt bụng. Sẽ tốt thôi mà. Anh nói cái gì? Chỉ có em là có nhóm máu phù hợp với con bé đó sao? Nhất định em sẽ không đồng ý. Bây giờ anh đi nói với bác sĩ là giữ kín chuyện này, không cho ai biết. Anh cứ cho ông ta vài trăm đô la. Thôi được rồi, việc này để tôi giải quyết. Cô xem đi, tiêu tan hết rồi. Sự thật về diễn viên Maya. Diễn viên Maya vô cảm trước sự sống của bé gái 8 tuổi. Hả? Trời ơi, vậy còn vai diễn của tôi trong bộ phim của đạo diễn Thomas thì sao? Ông ấy vừa gọi cho tôi, cô đừng có mơ, cắt luôn rồi. Không, không thể nào như vậy được. Các người tránh xa tôi ra đi. Lần tai nạn vừa rồi khiến cô bị vỡ nhãn cầu, vỡ đục thủy tinh thể, cộng thêm các chấn thương khác khiến cô không có khả năng về thị giác. Trong trường hợp này chỉ có cách ghép giác mạc thì cô mới có thể nhìn lại như bình thường. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với mình vậy? Một thời gian sau. Maya, đã có giác mạc phù hợp với cô. Cảm ơn bác sĩ. Chào anh, bác sĩ Anthony. Hôm nay tôi đến khám lại mắt. Maya đấy à, cô ngồi đi. Cảm ơn bác sĩ. Mắt tôi hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đó. Anh có thể cho tôi biết ai là người đã hiến giác mạc cho tôi được không? Xin lỗi Maya, phía gia đình người hiến giác mạc không muốn để lộ thông tin. Xin lỗi Maya, tôi phải đi rồi, hẹn gặp cô hôm khác. Thì ra người hiến giác mạc cho mình chính là Lisa. Trời ơi. Chào Lisa, xin lỗi vì sự ích kỷ của chị mà đã khiến em phải rời xa cõi đời này. Nhưng chị cũng muốn nói lời cảm ơn với em vì đã dạy cho chị một bài học mà chị không bao giờ quên được. Ngôi nhà bị ám. Ngày xưa, ở ngôi làng hẻo lánh nọ, cuộc sống của người dân vốn yên bình và no ấm nhờ được thần ấm no bảo hộ cho mưa thuận gió hòa. Thế nhưng trong làng lại có một gia đình nghèo đến nỗi chẳng thể nghèo hơn. Gia đình này còn lười biếng đến mức nhà của họ bừa bộn và bẩn thỉu một cách thảm hại.
mới sáng mà đã buồn ngủ thế này, hay là làm một giấc nhỉ? Ôi trời ơi, sợi bồ hống này thật phiền phức, nó cả cả vào mặt mình nữa chứ. Cái đám bồ hống phiền phức này, để xem chúng mày còn làm phiền ông được nữa không. Hả? Chuyện gì thế kia? Mình có nhìn nhầm không? Ông ấy đang dọn đám bồ hống trên nóc nhà đi sao? Nay tự nhiên ông ấy đi dọn dẹp thế kia mà mình làm ngơ như không biết quay đi thì thật là không phải. Nào thì xếp lại đồ đạc một chút. Bảy về rồi, xem kìa, hôm nay bảy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa hay sao? Thôi thì mình dọn hết đám bồ hống đi, đỡ cho bảy một tay vậy. Chuyện gì thế này? Ba mẹ đang dọn nhà đấy ư? Hả? Giờ cả hai cùng dọn dẹp, mình là phận con mà lại đứng trơ mắt nhìn thì thật không phải. Đúng rồi. Vậy là vô tình từ một sợi bồ hống, gia đình ấy đã mỗi người một tay dọn dẹp lại căn nhà. Xem kìa, đây có đúng là ngôi nhà của chúng ta không vậy? Thật không thể ngờ, cái túp lều rách nát của nhà ta giờ lại khang trang như thế này. Chà chà, thời tiết hôm nay hơi oi ông nhỉ, xem chừng lại sắp có mưa lớn rồi. Nè nè các ông ơi, các ông không thể tin được là tôi vừa nhìn thấy gì đâu nha. Nhà ông bà lười á đang dọn dẹp cả trong lẫn ngoài kia kìa. Hả? Thật ư? Cuối cùng họ cũng chịu động tay động chân rồi đó. Nếu nhà cửa họ đã gọn gàng thì ta cũng nên ghé qua một chuyến xem sao. Vậy là cũng tạm tạm rồi, giờ phải đi cọ nồi, thổi cơm thôi. Ôi trời ơi, cái sợi mướp bẩn thỉu để ở đây trông gớm quá, phải vứt đi mới được. Ôi trời ơi, ai đánh thức ta thế này? Chuyện gì thế kia? Sao căn bếp lại ngăn nắp thế này? Không được, không được. Ông là ai vậy? Ta là vị thần cai quản nơi đây. Ta đã sống ở đây bao lâu rồi, sau này bỗng nhiên mọi người lại dọn dẹp thế kia? Dạ thưa, hôm nay nhà chúng con dọn dẹp lại một chút, chứ để bẩn thỉu và lượm thuộm quá cũng đâu có đẹp mặt gì. Không được, không được dọn dẹp gì nữa, để yên đấy. Giờ thì đặt lại cái sơ mướp kia lên kệ ngay đi. Ủa, ai kia? Ta nói lại, cấm được dọn dẹp nữa và để lại cái sơ mướp lên kệ đi. Ra là ông thần no ấm. Ta đã cai quản nơi đây rồi, một ngôi nhà không thể có hai vị thần, sao ông dám đến đây cơ chứ? Gia đình này nay đã dọn dẹp lại ngăn nắp gọn gàng trong nhà ngoài cửa, nên ta mới ghé đến. Thần lười biếng, có lẽ đến lúc ông rời khỏi căn nhà này rồi. Không được, ta nói cho ông biết, ta ở đây đã lâu rồi, đây là chỗ của ta, nhất định ta không đi đâu hết. Ông hãy ra khỏi đây, không được trách ta. Nếu ông ta cứ cố thủ ở đây thế này thì thật ta không thể ở lại hay ra tay làm gì được. Chuyện gì thế không biết? Hóa ra trong gác bếp nhà mình có vị thần lười biếng trú ngụ hay sao? Nhưng người vừa nãy ghé đến nhà mình là vị thần ấm no cai quản ngôi làng này đấy bà nó ạ. Nhưng chẳng phải hai bố con cũng nghe rồi đó hay sao? Vị thần lười biếng trên gác bếp nói ông ta đã ở đây lâu rồi. Ông ấy mà nổi giận, có phải nhà mình mang họa không? Ông ấy nói nhà mình dọn dẹp gọn gàng nên mới có lối để ghé qua, và còn hứa là sẽ cho thóc giống để gieo trồng nữa.
Thôi, có trừng phạt gì thì cũng phải ăn trước cái đã. Đừng có đố. Các người mau mau, hãy tìm cho ta một chỗ trú tạm đi. Chỗ nào tối tăm bẩn thỉu ấy, ta không thể chịu được sự sạch sẽ và ánh lửa bập bùng kia đâu. Nhưng nếu để ông đi thì chúng tôi sẽ chịu hình phạt gì? Sự lười biếng, chây ì, tự gia chủ gánh chịu đã là một hình phạt rồi, chứ tôi không thể làm hại con người được. Nếu sau này các ngươi không còn chăm chỉ dọn dẹp như thế này nữa thì ta lại về đây, nhớ chưa? Vâng, thưa thần lười biếng. Các ngươi to gan, sự lười biếng không dễ gì thay đổi được. Ta sẽ sớm gặp lại các ngươi. Chúng ta sẽ cố gắng để không bao giờ gặp lại vị thần lười biếng ấy nữa. Từ đó, họ hiểu được rằng sự biếng nhác của bản thân sẽ khiến cho cuộc sống càng ngày càng tồi tệ. Cũng nhờ chăm chỉ và chịu khó hơn, họ không bao giờ phải gặp lại vị thần lười biếng nữa. Vị thần no ấm, cai quản ngôi làng cũng thường xuyên ghé thăm nhà họ và ban cho họ sự no ấm đề huề. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!